Thưa quý vị, dự báo trong đêm nay, sáng và trưa mai, các tỉnh thành phố phía Đông Bắc Bộ tiếp tục chịu sự chi phối của đới gió Đông Nam ẩm, nên vẫn còn có mây nhiều, có nơi vẫn còn có mưa nhỏ. Tình trạng sương mù vẫn xảy ra dày trong khoảng thời gian về đêm và sáng. Trong khi đó, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ thì hầu như không có mưa. Sang ngày mai, khối không khí lạnh mới sẽ tiến sát xuống nước ta, và khoảng chiều và tối mai, nó sẽ tác động đến khu vực các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng và Lạng Sơn. Do có cả mây nhiều và gió lạnh về chiều nên nhiệt độ ngày mai ở các tỉnh thành phố khu vực phía đông sẽ không cao, chỉ từ 26 cho đến 29 độ. Trong khi ở khu vực phía Tây Bắc Bộ chưa chịu ảnh hưởng của khí lạnh mới, trời vẫn có nắng và nhiệt độ cao 29 đến 32 độ. Đối với các tỉnh thành phố miền Trung, trong đêm nay và sáng sớm ngày mai ở khu vực phía Bắc là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cũng chịu tác động của đới gió đông nam ẩm, trời tiếp tục có mây nhiều, tình trạng sương mù thì vẫn còn xuất hiện. Trưa và chiều mai, khi gió đông nam yếu đi, khu vực Bắc miền Trung tạm thời trở lại với thời tiết nắng ráo và nhiệt độ ngày tăng lên mức là 28 cho đến 30 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận, trời nắng sớm và nhiệt độ cao 31 cho đến 33 độ. Ở miền Nam, tần suất những cơn mưa chuyển mùa cũng đang xuất hiện ngày một nhiều hơn. Chiều và tối mai, Nam Bộ sẽ đón nhận những cơn mưa dông chuyển mùa như vậy. Trong đó, ở khu vực các tỉnh biên giới Tây Nam của Nam Bộ sẽ là vùng có khả năng xuất hiện mưa rào cũng như là dông mạnh. Mưa dông chuyển mùa cũng làm cường độ nắng ở Nam Bộ yếu đi, vì thế mức nhiệt ngày mai tại Nam Bộ sẽ không cao, duy trì trong khoảng là từ 31 cho đến 33 độ. Còn ở khu vực Tây Nguyên ít mưa, nắng đều và nhiệt độ ổn định ở mức là 30 cho đến 32 độ. Trên biển, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ vẫn còn lưu ý tới hiện tượng sương mù nhẹ xuất hiện về đêm và sáng sớm, làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 1 km. Ngoài khơi khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió vẫn duy trì hướng đông nam cấp 3. Còn ở khu vực phía nam của Biển Đông và huyện đảo Trường Sa, gió nhẹ và các vùng biển này không nơi nào có mưa dông nên tầm nhìn xa là trên 10 km. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.